Số con em không được hưởng thiệt á. Mà chắc là tối chị Loan cũng quên quên lửng nó luôn, tôi mới nhớ lại đó chứ. Này mặt hậu từ từ đi. Để quay cho người ta thấy có độ cùng mẹ nó đen. Cái chi cái mẹ có đen hả? Mặt chấm chấm từ từ. Đang ở dưới xong lên trên liền mẹ. Thôi không. Bạn này đầu tiên chưa biết hôm bữa lấy mụn của chồng của Hậu nè. À hôm bữa có quay quá mà nó thú nực luôn á. Tại sao được? Em thấy Cali comment em tức cười. Tức cười gì đó, comment gì đó. Thì thủ gì cao nguyên cây. Ủa thì comment đó hồi gì đâu có đâu. Gã trong nhóm á. Mà nó thì cái đi ra đường mày thấy út mùi. Rồi hai mẹ đang sòng sành gì trên đó nữa vậy? À hai mẹ đang chưa xuống luôn, biết trong khi đâu có đồ gì nữa đâu. Bữa nó dẫn hai mẹ qua nhà chị á. Bát thì cái nỗi hai mẹ khuôn gì hết kìa chứ còn nhờ. Chị lên giá là đứa một cũng lái đó. Mà con yên thì mặc hợp đồ chị hơn. Đồ chị mặc xấu là qua hắn đậy. Cái cao kìa. Bộ vest nó yên mặt nó trắng lắm con. Ừ, có đó trắng là mẹ tay cũng nổi kinh lắm. Mà không hề thấy da luôn nghe Lý. Cái nơi tè má đang da nữa. Thế là mình nhìn ở ngoài mình nhìn cái màu mình thấy da, nhưng mà da, thử lên người là đẹp. Bộ nó mặc đúng một lần đi ăn chỗ nó đó Thuận, nhớ không? Ừ. Còn có mặc lần mua đâu mà bắt em bảy nhìn thì hớ rồi, để suy nghĩ lại. Như mua 300 mấy ngàn đi bắt bảy. Tôi có yên gì suy nghĩ con đứa đi nói bên ná rồi. Dẫn thôi. Dẫn thôi nói trong bảy thôi. Nó thấy hôm nay không có tiền về hồi với làm bạn. Kia được mua được mua cho ngân hàng mới ré mua đó. Bên đó hả? Ừ. Nó tậu gì? Ré gì đó. Triệu 8 tháng hả? Ừ. Tiền xe hay nào? Không biết. Nhưng bởi vì hỏi không có tiền. Cali đem cả tủ đồ qua đây không hay là về không có mấy bộ á, có mấy bộ thôi. Đâu có đồ để đâu. Cho một người mình mà cái đầm của mà Hậu xuống đó được. Cái đầm này đã gì nửa tiếng chưa thay ra luôn kìa, chịu đời nữa không? Đi quá bà nói mất. Em thả tóc xuống xem nè. Yên qua bên này cuốn hả? Ủa, đừng thả tóc chị em. Nhưng mà má cái vậy nên em để tóc nhìn da. Không được. Cái váy nó mang quá là xin nít mấy cái da ba ta cũng dễ thương. Ừ, mang da ba ta cùng ảnh á. Ủa, nặng lên đây xe quay được. Chứ chị nói là quay được rồi. Quay chứ bữa mẹ chị Hậu không quay. Ừ, Hậu chứ chị làm gì cái mặt nó quay được luôn rồi, nhiều lắm. Mà trúng hợp về kỳ dạng của em lắm. Kiểu em thấy không hợp về bình đen đấy. Lâu mày phải biến hóa đa dạng chứ. Này mày Hậu, mày thấy cái quần què như mà mày nghĩ tôi lại con mắt mày mặt một trên trạng rồi con mắt kìa, điếm con mắt điếm đi đi không thấy luôn, nhổ được không em? Không quần đây không nhổ được, mũi là bao phê luôn á. Nói gì đến điếm luôn nhá. Đó qua mình đi đi xe đó, đó chị tới đi về già tới đi ngủ. Mẹ nói chuyện ghê bà. Nói chuyện từ lúc đi mua đồ tới lúc về. Tới lúc chú với đi ngồi ăn. Tới lúc Lê Phú lại đi đá người ta cười chán cái bà Lê đi tới bà Cali Lê mày đi tiếp. Cho nên là không vệ sinh cho bố à. Đi xuống dưới đi. Xuống dưới nít luôn. Tầng 1 á. Xuống dưới tầng 2. Trên trên đó có phòng 8 rồi chứ không có phòng vệ sinh. Này xuống tới tầng 2 xỉu quá. Đâu mà. Không. Ở cái tầng 1 có bữa đi xuống tới tầng 2. Rồi tao lấy hạ đi. Thở như là Hảo đang toilet nữa. Trù. Lạ đấy chứ. Mình phải một lần live stream là bà Yến bà vô comment để ông bị khùng nữa. Mặt em bà khùng mà. Đã không có đây? Đã. Hảo biết đem tiền mà cho chị lo rồi đó.
ukulele cái đó không ướp trước à? Ướp trước chứ, nhưng mà để từ từ chứ. Lâu ngày quá nào nấu không biết được. Ngày xưa có bón cái đó hả? Có chứ. Mũi em còn đè lắm, còn rơi. Này sao mình nó sạch luôn á. Sạch vừa mốc có lại. Chùm. Lý mới lại nhẹ tay hề. Nhẹ hả? Thầy quay lên thầy đều đó. Bóp mạnh lắm đó chị. Có bữa mụn em nó mụn cứng gồng mình. Em làm quay lên mấy cái video phát trực tiếp lên Facebook em thấy tay tay luôn. Điêu luyện hơn. Thế rồi ba ha cái mới làm đấy. Chị Hoàng ấy nó 3 tháng á. 3 tháng à? Ừ. Chắc tháng cũng rồi. Không hơn tháng rồi chứ. Còn mấy nữa? Còn rưỡi. Hơn tháng rưỡi rồi. Gần 2 tháng rồi đó. Chắc bữa đó mình qua mình ăn giờ là lâu rồi mà. À hôm bữa em nói chị Loan là từng chị Hòa sinh ngày bả đúng không em? Ừ. Ngày bả tháng 10 à? Ủa bả chính là mổ đó. Chị Hòa sinh thường. Ngày bả tháng 10 á. À gần hơi tháng rồi, chuẩn bị ngày bả tháng 10 hơi đây được hơi tháng. Ừ. Thêm tháng. Ủa rồi thì ra Tết đi làm luôn đi chứ. À, ra Tết dương lịch á. À, qua Tết dương lịch đi làm chứ. Chứ hệ thẳng mà không biết ba tháng hay hai tháng. Ai đó? Nhớ đúng là bà đó hả? Nhớ là ba đi trà đó, đi uống cà phê đó. Ba đi uống cà phê đó. Chào bác trai, phải không? Dạ mố em đi ra xã. Xã mà ở đâu dưới đây? Hồi sớm. Mày yêu, mày yên lành, đúng rồi, mày yên lành. Ta chồng mình nhún nhún rồi đó. Chịu được cái lòng. Qua rồi mới hỏi em đó. Kêu sao không thấy con Noa nhận lương nữa mà sao không thấy nó đau vậy? Đào thốn mà không thấy đau luôn. Má sáng sớm mà thi thằng rồi đi center chở đi dưới đây rồi. Chính hén á. Chính hén. Để 2 tuần đó hả? Ừ, 10 ngày. Phê nhiều rồi, phê quá phê. Ở đây hầu được cậy nuôi mùng đó. Hầu nhiều cái. Hầu chắc quay được 2 cái luôn đó mày. Hôm tới có con nghĩ thôi chứ còn hơi ban đen nó rồi ít lắm. Hơi ban đen nó khó rồi. Nhìn sướng rồi. Mấy cái lỗ mụn này quay gần là đúng rồi. Lỗ mụn cần luôn á. To đặn. Mà em vừa rung rung này. Ừ. Không biết nghe trong sớm nhận cái bên đây mũi hay là hà lý có cái còn đang đeo mấy này đi bắt thở xí bóp nữa bắt test thở luôn không thở được cứ lồm đi cứ lồm đi bên gần bệnh viện để mà lo chị đang viên mét đang treo qua để không được có chuyện nước rồi gì đi cho biết đúng không? Đi có người tự mà lo.
em mày bác về đây 300.000 đi vô chuyện nước cho câu này hết mấy triệu. Rửa rồi đó, một rửa rồi. Con đi cầm đây hè, cầm trên này hè. Cầm cầm nắm đây nè. Hai cái má thì hai cái má mới cầm hai cái má gì cũng muốn đã luôn đi. Đẩy cho nó đã. Một ngón tay đi. Đó, chỗ này mới chỗ này. Thấy rồi, chỉ có cái mũi á, cái đã mấy cái chỗ đây nó không ra đã. Sổng chi bữa trước thế rồi, bữa trước có nhiều. Bụng bả là rứa đó. Bụng lên nữa. Ủa chị Hậu hả? Ủa bây giờ mới biết luôn hả? Không, không biết luôn. Khách biết nhìn cặp vú rồi biết chứ. Bác tí không có cặp vú này không biết hả Hậu. Mẹ, đoan quay video mấy mẹ. Đó, 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 đó. Trái gì Hậu? Đủ quay video cái có khác liền, nằm im. Không nè. Đâu quá. Ê nhưng mà yên mà đâu quá. Trời bà nói ghê lắm đi. Đất mẹ đất bố tay. Ngoài mà làm gì? Đồ mẹ đó là rách mặt Hậu chưa? Chết cha xém đất. Tiếp đi. Thôi rách bố tay rồi đừng.